tang phakwan tang afiwadimi swakato phakwata thambo thamang namasami subhatipando phakwato sawakasangko sangkang namami namathu ratanatiyasa namo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay gia đình quyến thuộc thân sinh của Phương, của Quốc, thỉnh chư tăng về đây để an vị Phật, tụng kinh an lành và cúng dường trai tăng để hưởng phước đến cho cửu vị thất tổ trong dịp cuối năm. Thì ở trong gia đình quyến thuộc với đạo hữu Phật tử, bạn hữu cũng phân tập về đây, khi được biết tin ở trong nhà có thỉnh mời chư tăng đến trai tăng cúng dường. Quý vị có nhà ý muốn nghe pháp thì sư cũng có vài lời để sách tấn khích lệ quý vị chúng ta nghe pháp khoảng 45 phút. Kính thưa quý vị, thật ra đó, các vị ngồi xuống cách tự nhiên thoải mái, để tài xuống thoải mái nghe pháp 45 phút lâu lắm. Chúng ta cũng biết rằng ở trong cái cuộc sống luân hồi của chúng ta, Đức Phật đã dạy rằng được sanh là người là một điều khó. Nhưng mà giữ được cái mạng sống cho tốt đẹp, cho an vui lại là một điều khó thứ hai. Điều khó thứ ba đó là chúng ta khó nghe được chánh pháp, khó nghe được Phật pháp. Và một điều khó nữa là khi mà chúng ta nghe pháp rồi, chúng ta thực hành theo giáo pháp lại là một điều khó nữa. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải biết rằng trước nhất là chúng ta phải hiểu nhân loại của chúng ta sống do hai cái nguyên nhân. Thứ nhất gọi là Uthanapala Jivaka, tức là sống do nhờ cái sự cần lao, cái sự chăm chỉ làm việc. Khi mà chúng ta có sự siêng năng làm việc để thu hoạch những tài sản, kiếm sống một cách hợp pháp, lương thiện, thì đó là đem lại cái sự hạnh phúc, an lạc cho chúng ta. Thứ hai nữa gọi là Punyapala Jivaka, tức là thân nhân loại chúng ta sống an vui do nhờ chúng ta có cái công đức trước đã làm, tức là chúng ta tạo được cái phước báo trong quá khứ. Cũng đồng thời là loài người như nhau, nhưng mà có người trường thọ, có người thì yếu thọ. Đó là do vì ở trong quá khứ người mà biết giữ giới, không có sát sanh, không có giết hại mạng sống của chúng sanh khác, cho nên được cái quả phước đó mà đời hiện tại sống được thọ. Tuổi thọ chúng ta bây giờ trung bình là 75 tuổi. Bước qua 70 tuổi kể như là thọ rồi. Và nếu chúng ta có cái phước duy trì mạng sống, chúng ta sống lâu hơn nữa, 80 hay 90. Còn cái người mà ở trong đời quá khứ sát sanh, giết hại sinh vật, chứ bị yếu tử. Thời buổi nay chúng ta nghe có người sao mà dễ chết quá, đủ nguyên nhân để chết, có những cái chết không đáng, bệnh tật hoặc là tai nạn vân vân. Cái đó là do đời quá khứ ở sát sanh nhiều. Và bây giờ nhân loại chúng ta sống có nhiều khi người ta không có biết đạo đức, không biết tu hành, không biết giữ giới. Cho nên
ăn được cũng giết, mà không ăn được cũng giết. Hễ thấy một cái loài nào nó kiếm mối, côn trùng nó phá hoại ruộng vườn thì họ bắt đầu giết, họ sát sanh. Vì vậy cho nên tuổi thọ con người giảm đi. Rồi Đức Phật Ngài dạy tiếp trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, thì chúng sanh ở trong đời này có người khỏe mạnh, có người ốm đau, cũng là do cái nghiệp đã tạo. Người nào mà không có cái tâm tàn ác, không có đánh đập, không có gây thương tích cho người khác, thì người đó do hành nghiệp này mà được sanh được cõi trời. Nếu sanh trở lại người thì sẽ là người có cái thân khỏe mạnh, sống tuổi thọ lâu dài mà chúng ta vẫn khỏe. Còn người mà có cái tâm ác độc, đánh đập, giết, làm hại chúng sanh khác, mặc dầu không giết chết nhưng mà đem lại cái sự đau đớn, cảm thọ khổ cho người khác, thì do cái quả nghiệp này mà bây giờ phải bị đau đến đớn bởi bệnh tật. Dầu cho người đó sống 70-80 tuổi gọi là thọ, nhưng mà vì do cái nghiệp đánh đập chúng sanh khác cho nên người đó phải nằm một chỗ, sống đời sống thực vật, sống nhưng mà không được hưởng cái hạnh phúc an lạc, phải bị đau đớn nhức nhối, lúc nào cũng nằm đó, nằm chờ chết, năm ba năm gì vậy mới chết, thì như vậy cũng là khổ. Cho nên ở đây chúng ta phải tránh cái nghiệp đó và làm cái nghiệp phước. Rồi Đức Phật Ngài có giải thích về cái người đẹp và người xấu. Có người sanh ra ở đời tại sao đẹp, lịch sự, duyên dáng, dễ thương. Còn có người bị xấu, xấu sắc. Người nào mà ít có tâm sân ở trong đời quá khứ, có tâm mát mẻ, vui vẻ, hài hòa, có cái tâm từ, tâm bi với chúng sanh khác, thì người đó sau khi chết trở lại làm người thì người đó sẽ là người có cái thân tướng đẹp, dễ nhìn. Còn người nào mà có cái tâm sân hận, dễ nổi nóng, dễ phẫn nộ với người khác, do cái thường cận y duyên đó, do cái nghiệp đó mà họ sanh trở lại là người sẽ là người xấu sắc. Rồi lại nữa, người có tài sản và người không có tài sản, là người nào ở trong đời quá khứ đã từng làm phước bố thí cúng dường đến các vị sa môn và lão môn xuất gia tu hành, hoặc là có cái tâm xả tài, biết chia sẻ với người khác, giúp đỡ cho bà con quý thuộc họ hàng, hoặc là giúp đỡ cho những người nghèo khổ neo đơn v.v. thì do cái phước đó đời này người đó giàu có tài sản lớn. Còn người nào có cái tâm bỏn sẻn, keo kiết, ki bo, không giúp đỡ cho ai một đồng một cắc nào hết, không có bố thí cho người đó một bữa ăn, một chén cơm, một manh áo, do cái tâm bỏn sẻ như vậy đời này sanh ra bị nghèo khổ, Đức Phật dạy như thế. Rồi tiếp đến nữa là một người, có người sanh ra ở đời này sang và có người thì hèn. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là hãy giàu là sang. Đa phần thì giàu là sang, nhưng mà có những người giàu nhưng mà họ đời sống của họ rất hèn. Tại sao vậy? Tức là có người họ giàu có tiền của, nhưng cái tứ họ không sang. Hoặc là có người giàu có tài sản do giờ bố thí, nhưng mà họ sống ở trong cái nhà lụp xụp, tối tăm, dơ bẩn, họ không có sang. Còn có những người mặc dù họ nghèo, tiền bạc ít ỏi, nhưng mà họ sang cái tướng. Là Đức Phật Ngài dạy rằng người nào mà trong đời quá khứ có cái tâm cung kính, biết kính cha, kính mẹ, kính trọng các bậc trưởng thượng, và cung kính đảnh lễ Tam Bảo, Phật Pháp Tăng chẳng hạn, thì người này do cái pháp cung kính đó mà đời này được cái phước là được sang. Còn một người mà bây giờ hèn tiện đó, là do trong quá khứ có tâm ngã mạn,
cống cao đối với cha, đối với mẹ, đối với ông bà là những người lớn tuổi hơn, hay là đối với anh chị những người lớn tuổi hơn, người này có cái tâm kiêu mạn, nói chuyện ngang dọc, không có cái lễ độ, không có cung kính, đi vào chùa thì gặp tăng gặp ni không có sự kính trọng, vì do cái tâm kiêu mạn như vậy đó, cho nên đời này họ sanh ra họ bị hèn. Đó là sang hèn, giàu nghèo rồi sang hèn, rồi được quyền thế và cô thế. Cái cặp phẩm trụ thứ sáu là Đức Phật ngài dạy rằng người nào trong đời quá khứ có cái tâm ganh tị, đố kỵ hay ghen ghét người hơn mình, có cái sự ganh tị ghen ghét như vậy đó, đời này sanh ra sẽ là người không có chức, không có quyền, không có thế lực. Còn người nào mà biết vui thích quan hỷ tùy hỷ với người chung với người khác, thấy người khác giàu hơn mình, đẹp hơn mình, tài sản nhiều hơn mình, cũng quan hỷ với họ, không có cái sự ghen ghét, không có sự đố kỵ, cho nên do cái phước này mà đời này sanh ra có nhiều quyền chức. Rồi cặp phẩm trụ thứ bảy là Đức Phật ngài nói cái người có trí và cái người ngu. Có người sanh ra ở đời tại sao có trí tuệ khôn ngoan, là tại vì người đó trong đời quá khứ cái tâm họ hay suy nghĩ những cái pháp cao siêu, suy nghĩ những cái thiện pháp, những cái đạo đức, suy nghĩ những cái điều hay lẽ phải, cái gì cần phải làm họ suy tư, hoặc là họ thích đi nghe pháp, ở đâu có pháp của Đức Phật được thuyết giảng thì họ đi đến họ nghe, họ quan hỷ nghe pháp, hoặc là họ xem kinh sách mà họ có cái sự cung kính sách vở, họ không có đem kinh điển họ bỏ bậy bỏ bạ ở dưới đất, hoặc là ở dưới giường hoặc dưới gầm giường vân vân, họ có sự cung kính, thì do đó họ tôn trọng pháp như vậy, họ thích nghe pháp như vậy, thích suy nghĩ pháp như vậy, cái phước đời sau sanh ra có trí tuệ sáng suốt. Còn một người mà họ coi thường giáo pháp, họ không thích nghe pháp, không thích suy nghĩ pháp, tối ngày chỉ nghĩ đến là phải ăn như thế nào cho ngon miệng, phải ngủ như thế nào cho ngon giấc, phải hưởng thụ như thế nào cho nó đã cái thân, họ cứ suy nghĩ cái đó, chứ họ không có suy nghĩ về đạo đức, à có thân đây phải bị sự già sự bệnh sự chết vân vân, họ không chịu suy nghĩ gì. Người mà không có sự suy nghĩ theo pháp và không thích nghe pháp đó, đời sau sanh ra họ mù dốt. Mù ở đây tức là mù mắt giáo pháp, là họ không có cái sự hiểu biết về giáo pháp, họ không có hiểu biết về điều hay lẽ phải, họ không có trí tuệ để biết được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì có lợi ích và cái gì không có lợi ích, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, họ không biết. Do đó cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải biết rằng căm măng sách tê quy phách và tí và đi đang hi đắp bên đi tài và tí, nghiệp phân loại chúng sanh có tốt có xấu, có ưu thắng và hạ liệt, tất cả chúng ta đều phải chịu, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm do cái sở hành của mình, để rồi chúng ta có cái số phận sáng sủa hoặc là số phận đen tối, cái đó là do tùy chúng ta thôi. Cho nên chi người Phật tử chúng ta đó, sau khi có niềm tin nơi Phật pháp, chúng ta cần phải nỗ lực để chúng ta tu tập, chúng ta làm các cái công đức phước báo. Nói đến sự tu tập ở đây đó, thì các Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà chúng ta muốn tu tập là chúng ta phải đi đến chùa, chúng ta xuất gia chúng ta mới tu tập được, không, ở tại gia cư sĩ chúng ta vẫn tu tập được. Ở đây chữ Phawana có nghĩa là tu tập, thì người Phật tử chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình mà chúng ta tu tập. Có bốn pháp. Một là Kaya Phawana là tu thân. Hằng ngày ở trong cái đời sống của chúng ta đó,
là chúng ta phải biết kiềm chế cái thân hành và cái khổ hành của mình. Khi mà chúng ta hành động cái nào có lợi mình, có lợi người thì chúng ta mới làm, còn hại mình và hại người chúng ta đừng làm. Lời nói chúng ta cũng vậy, chúng ta nói cái lời gì ra có lợi cho mình, có lợi cho người khác, đem lại sự an vui cho mình, an vui cho người khác thì chúng ta nói. Còn cái lời nói mà nói ra mà đem lại cái sự đau khổ cho mình, đau khổ cho người khác, như là nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích thì cái đó chúng ta bỏ đi. Thì như vậy đó được gọi là tu thân. Chứ hàng ngày người Phật tử chúng ta ít nữa là chúng ta phải biết làm các cái việc mà gọi là tu thân đó. Thí dụ bây giờ Đức Phật ngài dạy rằng người cư sĩ phải có sống như là giếng nước mưa nguồn, tức là thể mà chúng ta có tài sản chút, có dư ăn dư để thì chúng ta nên chia sẻ với người khác tùy theo khả năng của mình. Cái đó gọi là tu thân. Còn thứ hai gọi là tu giới. Tu giới ở đây tức là chúng ta giữ giới. Có năm cái điều giới mà gọi là manusatthama, là đạo đức của loài người. Tại vì thời buổi bây giờ đó thì quý vị biết rằng cái đạo đức con người suy thoái, cho nên người ta không xem năm giới đó là cái đạo đức của loài người. Chứ hồi xưa cái quả đất này mà mới được hình thành đó, trải qua đây rất lâu, khi quả đất mới hình thành, con người xuất hiện ở quả đất này là từ ở cõi Phạm Thiên sanh xuống. Cõi Phạm Thiên gọi Brahmaloka sanh xuống. Cho nên khi mà họ mới vừa xuất hiện ở trên mặt đất này thì lúc đó cái mặt đất này nó còn cái quang cảnh thiên nhiên lắm. Tức là do cái phước, do cái nghiệp lực của các vị Phạm Thiên đó, quả đất này hình thành với cây cỏ, mặt trăng, mặt trời, quang cảnh thiên nhiên, núi đồi, sông rạch vân vân, thì con người sống rất hiền thiện. Họ cả đời không biết sát sanh là cái gì, cả đời họ không biết trộm cắp là cái gì, cả đời họ không biết tà dâm là cái gì, cả đời họ không biết nói dối là cái gì, cả đời họ không biết uống rượu là cái gì. Một thời gian dài, thật dài, khi mà chúng sanh Phạm Thiên đó hết tuổi thọ ở dưới cõi nhân loại, họ tái sanh về cảnh trời, thì lúc bây giờ có những chúng sanh mà họ được thoát khỏi cái kiếp sống ngạ quỷ, địa ngục hay là bàn sanh, họ sanh trở lại làm người, thì lúc bây giờ những con người đó bắt đầu có cái tâm ác. Cái tâm ác tức là bắt đầu họ sát sanh, họ trộm cắp, họ tà dâm, nói dối, uống rượu. Quý vị biết lần đầu tiên đó mà trên thế gian này có một người đặt chuyện dốc để mà nói dối, nói sai sự thật, là trên bầu trời chư thiên họ ta tháng, họ khiển trách ồn ào hết. Là tại sao vậy? Là tại vì loài người lúc đó đang sống trong cái đạo đức, trong cái thiện pháp, mà bây giờ có người hư đốn như vậy đó thì đương nhiên là người ta la hét. Thí dụ bây giờ như thế này, trong cái tủ quần áo của chúng ta đó, toàn là quần áo sạch, đẹp, mới. Mà trong đó chúng ta mới mặc vào thì nó, chúng ta đi mà nó bị văng sình lên, nó làm bám dơ cái áo, hay là nó bị cái tàn thuốc hoặc là cái đốm lửa mà làm cho nó lủng, nó rách, chúng ta tiếc hùi hụi vậy đó, chúng ta cảm thấy khó. Nhưng mà nếu như là cái nụ vẽ mà chúng ta lao vàng đó, cái nụ vẽ đó dầu cho nó dơ như thế nào, chùi bên đây rồi đem chùi bên kia, nó dơ bẩn như thế nào, người ta cũng không tiếc. Tại sao vậy? Nó là cái nụ vẽ. Cũng vậy, cái thời buổi bây giờ chúng sanh vô đạo đức nó quen rồi,
Cho nên bây giờ dầu cho có người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì các vị chư thiên họ cũng bỏ mặc, họ không ta thán. Còn hồi xưa đó, cái thời mà chúng sanh đang đạo đức tốt mà có một người mà nói dối như vậy hay là sát sanh như vậy thì tự nhiên là chư thiên họ bất mãn. Cho nên đó, cái việc mà tu giới của người Phật tử chúng ta là chúng ta phải giữ giới. Đức Phật ngài dạy rằng Silene Sukatin Yanti, chúng sanh mà chết sanh về cõi trời là cũng do nhờ giữ giới. Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, năm giới mà chúng ta không giữ thì kể như là chúng ta phá đi cái con đường trời người, chúng ta không có tái sanh được. Thứ hai, Silene Phugasambada, chúng sanh mà được đầy đủ tài sản cũng như giữ giới. Cái này là quan trọng nhất. Các vị đừng nghĩ rằng là do nhờ cái phước bố thí chúng ta trong đời quá khứ cho nên bây giờ chúng ta làm ăn thành công, có của ăn của để, giàu có. Như vậy là chúng ta hưởng tới già không có đâu. Quý vị đọc tin tức, quý vị thấy có nhiều người họ giàu, họ được thời cái họ làm ăn sung túc, có tiền bạc, tài sản phát sanh lên. Nhưng mà vì họ không có giữ giới, do đó cho nên không bao lâu cái tài sản bị khánh kiệt, bị suy sụp. Họ bị tù đài, bị tịch biên tài sản hết. Thì vậy họ bằng tay trắng. Có những người trong một đêm cá độ thua là tài sản mất hết. Hoặc là họ chơi chứng khoán, họ bị lỗ lã thì cũng suy sụp tài sản hết. Có một cái công ty lớn vậy nhưng mà thời gian sau thì cũng tuyên bố phá sản, vì nợ nần chồng chất, vân vân. Cái đó là do cái gì? Do vì họ không có giữ giới. Cái quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta là chúng ta có tài sản, chúng ta muốn gìn giữ tài sản đó được đầy đủ, được viên mãn, không bị mất mát, không bị thất thoát, là chúng ta phải biết giữ giới. Sáng ngày hôm nào cũng vậy, người Phật tử chúng ta buổi sáng sớm thức dậy sau khi rửa mặt sạch sẽ, tâm tỉnh táo, chúng ta đến trước bàn thờ Đức Phật. Hôm nay chư tăng đến để an vị, có nơi cho quý vị tôn thờ Đức Phật. Ngày nào chúng ta cũng ra ngồi nhìn Đức Phật, chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Nam mô Bồ Tát giá, còn kính lễ Đức Phật. Nam mô Tham Ma giá, kính lễ giáo pháp. Nam mô Sang Khai giá, kính lễ tăng chúng. Con nguyện ngày hôm nay, mình nguyện một ngày thôi cũng được. Nguyện ngày hôm nay không sát sanh. Nguyện suốt ngày hôm nay không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta nguyện như vậy là chúng ta giữ giới. Vì có những người Phật tử họ hiểu lầm, họ nghĩ rằng đã là người Phật tử quy Tam Bảo thì đương nhiên là có ngũ giới rồi, nhưng không. Chetana Silang, giới là do cái sự cố ý, do cái sự tác ý. Nếu mà chúng ta một ngày mà chúng ta khởi lên tác ý là con nguyện không sát sanh, nguyện không trộm cắp, vân vân, thì như vậy đó là chúng ta mới có sự tác ý giữ giới. Cho nên cái chuyện đó rất là quan trọng. Thì người Phật tử chúng ta ngày nào cũng phát nguyện giữ giới, như vậy mới gọi là Silawanto, là người giữ giới. Còn nếu mà chúng ta không có phát nguyện như vậy, kể như là người Phật tử chúng ta hồi cái lúc quy Tam Bảo á, lúc đó chúng ta thọ trì năm giới là chúng ta chỉ giữ giới được cái ngày đó thôi. Còn bình thường như thế này suốt 10 năm 20 năm chúng ta không giữ giới. Tại sao vậy? Tại chúng ta không có sự tác ý. Bây giờ chúng ta đang đi từ ở trong nhà bước ra ngoài cổng, ở trên đường con kiến con mối nó bò ngang, chúng ta vừa thấy vậy chúng ta tác ý rằng ta phải cố gắng tránh, đừng để dẫm đạp làm chết những chúng sanh này. Ta không sát sanh mà. Nghĩ vậy là chúng ta có sự tác ý giữ giới là có phước. Khi mà chúng ta ngồi đó ở bên cạnh người ta để một cái bóp tiền hay là một cái điện thoại, chúng ta vừa nhìn thấy chúng ta tác ý nghĩ rằng ta giữ giới không có trộm cắp, mong rằng cái tài sản này của người đó vẫn còn nguyên vẹn, tác ý vậy là chúng ta giữ giới, vân vân.
Đó là chúng ta tu giới. Thứ ba nữa đó là chúng ta tu tâm, cittapavana. Cái vấn đề tu tâm đó, mấy bà con của chúng ta phải hiểu như thế này. Con người của chúng ta ai cũng có tâm hết, nhưng mà hồi còn trẻ con như thế này thì cái tâm nó nghĩ suy nghĩ không sâu. Nó không sâu chứ năm nay có mấy tuổi rồi? 8 tuổi. Hồi thời Đức Phật đó, cỡ 8 tuổi, 9 tuổi là đã đắc A-la-hán rồi đó. Có thể có khả năng chứng A-la-hán rồi. Hồi vào xuất gia làm sa di là họ chẳng bao lâu là họ chứng A-la-hán. Một cái trí tuệ chúng sanh lúc đó cái tâm mạnh lắm thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta là những người lớn thì đương nhiên tâm chúng ta phải dài dặn hơn, chúng ta biết suy nghĩ nhiều hơn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái tâm của chúng ta đó, một là dễ bị tham dục chi phối, hai là chúng ta dễ bị sân hận chi phối, ba là chúng ta bị hôn trầm thủy miên chi phối. Hôn trầm thủy miên là cái gì? Tức là cái trạng thái buồn ngủ giả dự. Còn thế thì nó còn tỉnh táo, ban ngày nó còn chạy giỡn đi chơi nô đùa. Nhưng mà người lớn mình nó càng lớn tuổi, cái tâm chúng ta càng muộn lược. Hễ ngồi lại chút xíu là bắt đầu chúng ta gục. Ngồi lại chút xíu là chúng ta buồn ngủ, chúng ta uể oải, chỉ muốn đi nằm thôi. Thì đương nhiên đồng hồ sinh học thì người ta nói chuyện bình thường. Con người cái tâm mệt mỏi hay là trở nên già yếu thì các cái tế bào nó bị già, bị lão hóa thì đương nhiên là nó sanh ra buồn ngủ chứ có gì đâu. Nhưng mà không thưa quý vị, chúng ta bắt đầu rơi vào cái tình trạng ngủ nhiều, ăn nhiều là chúng ta chết. Bởi vì tại sao vậy? Khi mà chúng ta nằm ngủ nhiều thì cái tâm của chúng ta nó không có vận động, cái tâm của chúng ta sẽ trở nên mù lược, và do đó trí tuệ chúng ta nó sẽ bị lụt đi. Tôn giả Sarvuta Sarlip Phất ngài nói rằng giống như cái bình đồng mà người ta mua ngoài chợ đem về, nếu người đó chịu khó mỗi ngày mỗi lau chùi thì cái bình đồng đó nó sẽ bị được sáng hoài. Còn nếu cái bình đồng đó mới mua về sáng nhưng mà người đó họ đem bỏ ở một số nhà 3 tháng, 1 năm, 2 năm thì về cái bình đó nó bị rỉ ten và nó ố, nó bị dơ bẩn, nó không có sáng. Cũng vậy, khi mà chúng ta không có tu tập để mà chúng ta diệt trừ cái sự hôn trầm thủy miên đó thì nó mới thoát, thì chúng ta dễ bị cái tình trạng gọi là trí tuệ lu mờ. Cái thứ tư nữa đó là cái tâm này hay bị phóng dật. Bởi vì do cái chuyện làm ăn, do cái chuyện kinh doanh, hay là do cái chuyện hội hè với bạn bè, hay là chúng ta làm ở những cái cơ quan, ở những công ty cứ hội họp hoài. Mà khi mà hội họp hoài như vậy đó thì cái tâm này bị phóng dật, nghĩa là không bao giờ chúng ta tập trung được. Chẳng thà cho chúng ta suy nghĩ lung tung hết chuyện này đến chuyện khác thì chúng ta suy nghĩ được hàng giờ, nhưng mà cho chúng ta ngồi lại để mà chúng ta chú tâm vào hơi thở ra hơi thở vào, chỉ trong vòng 10 phút 15 phút là chúng ta chú tâm cũng hơi khó. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải biết tu tâm. Tu tâm có nghĩa là chúng ta nhiếp tâm. Đức Phật ngài dạy rằng đan chít tăng đan tăng sukha va hăng. Tâm mà được nhiếp phục, được điều phục thì sẽ mang đến sự an lạc. Cho nên đời sống hàng ngày của người Phật tử chúng ta đừng để tâm ở không. Bởi vì nhàn cư vi bất thiện. Tâm ở không nó sanh ra cái suy nghĩ lung tung, suy nghĩ bậy bạ, rồi chúng ta làm những cái điều quấy. Cho nên hàng ngày lúc nào đi chùa thì đi chùa, lúc nào bố thí thì bố thí,
Lúc nào chúng ta tụng kinh niệm Phật thì tụng kinh niệm Phật, nhưng mà bình thường hàng ngày chúng ta đang sống một mình đó, hết công chuyện làm thì tối trước khi ngủ chúng ta phải ngồi đó, chúng ta luyện tâm chút xíu là chúng ta có sati sammacchaya, là phải có chánh niệm. Cái này hay lắm thưa quý vị. Nhưng mà ít có người cư sĩ nào mà để ý cái chuyện mà chúng ta phải chitta phavana là tu tâm. Rồi mấy giờ rồi? Rồi cái chuyện thứ tư á, cái chuyện tu tập thứ tư gọi là Panya Phavana là tu tuệ. Thật ra đó, chúng ta tu tâm là chúng ta nhiếp cái tâm cho nó đừng có bay nhảy lung tung, tâm viên ý mã, giống như là con ngựa chạy trên đường hay là con khỉ mà nó chuyền cây ở trong rừng, thì chúng ta nhiếp tâm lại được vậy là tốt, nhưng mà không được giải thoát. Chúng ta phải tu tuệ chúng ta mới được giải thoát. Tại sao vậy? Phiền não tham sân si này nó là kẻ thù của mình, nó là kẻ địch, nó là độc tố, nó là chứng bệnh nguy hiểm. Bây giờ chúng ta muốn diệt trừ tham sân si thì chúng ta phải tu tuệ mới được. Chữ tuệ ở đây, chữ Panya Phavana, là chúng ta phải tu theo ba cách. Một là Sutamaya Panya, tức là chúng ta tập cho mình có cái tuệ mà gọi là trí văn. Tại sao gọi là trí văn? Là tuệ mà phát sanh do nghe. Chúng ta là những người thích học hỏi hay thích nghe pháp, hễ nghe được cái điều nào tốt đẹp thì chúng ta cố gắng chúng ta nghe để chúng ta hiểu biết về Phật pháp, hiểu biết điều hay là phải, hiểu biết về cái luân lý, cái đạo đức, hiểu biết về cái cách sống như thế nào để cho nó phải đạo làm người, vân vân. Thì như vậy cái nghe đó nó làm cho chúng ta phát sinh trí. Cái trí này chúng ta gọi trí văn. Còn cái gọi là Chintamaya Panya là trí tư. Cái trí này nó quan trọng. Người ta nói cái câu trí tuệ không phát sinh đến những người không có suy luận. Con người trí tuệ hơn nhau ở chỗ là con người biết suy nghĩ và không biết suy nghĩ. Nếu mà chúng ta là người biết suy tư đó thì dần dần cái trí tuệ chúng ta sáng. Suy tư cái gì? Chúng ta đừng có suy tư nghĩ đến cái cách làm hại người, hại mình, hay là cái cách nào để thâu đoạt tài sản, vân vân. Nếu mà một người chỉ biết suy tư, suy nghĩ về cái chuyện làm thu hoạch tài sản thì Đức Phật nói rằng cái người đó chỉ là sáng con mắt, gọi là bị chột mắt. Người mà sáng cả đôi mắt á, là người có cái trí tuệ, biết rõ cái chuyện làm ăn, cái chuyện sinh kế, biết cái cách làm. Rồi lại nữa biết rõ cái luân lý đạo đức, cái tốt cái xấu. Thì như vậy nó mới xứng đáng. Nhất là người Phật tử chúng ta ở đây phải có cái trí tuệ mà Đức Phật Ngài gọi là trí tuệ của người cư sĩ nào. Người cư sĩ nào mà có trí tuệ, thấy được cái sự nguy hiểm trong các dục thì đó là người cư sĩ ưu tú. Là sao? Tức là người cư sĩ chúng ta có tài sản, chúng ta có tiền bạc, có gia đình, có vợ chồng, vân vân. Chúng ta muốn hưởng thụ dục lạc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Chúng ta muốn hưởng lúc nào chúng ta hưởng. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ hưởng dục lạc không chưa đủ, mặc dù hợp pháp, bởi vì đồng tiền chúng ta làm ra thì chúng ta hưởng, vợ chồng cưới nhau về thì chúng ta hưởng thụ dục lạc, cái đó thì đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà người Phật tử chúng ta phải hiểu dục lạc ngũ trần nó có cái vị ngọt, nhưng mà đồng thời ngũ trần nó cũng có cái vị đắng. Bởi vì con người ở trong thế gian này chính do
danh lợi, do giành giật cái món ăn, cái tài sản, cái quyền chức mà họ làm không biết bao nhiêu tội lỗi. Và những cái tội lỗi đó cuối cùng đưa họ đi đến cái chỗ vực thẳm đen tối. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu là dục lạc cũ trần nó có cái sự nguy hiểm của nó. Cũng giống như bây giờ chúng ta thèm ăn cái món gì, khi mà chúng ta thèm ăn cái món đó, chúng ta phải hiểu cái món đó ngon. Nhưng mà chúng ta phải biết coi cái món đó nếu mà ăn hoài, ăn thường như vậy đó, thì mình có bị bệnh hay không, chúng ta phải hiểu rõ vậy. Cho nên con người có trí tuệ khôn ngoan á, là bao giờ cũng vậy, thấy cái lợi nhưng mà họ, chúng ta cũng phải thấy cái mặt trái của nó, là thấy cái hại để chúng ta tránh. Đó là người khôn ngoan, người có trí tuệ. Chứ còn nếu chúng ta chỉ thấy cái lợi trước mắt, ví dụ bây giờ những ông có quyền chức, ông có thể ông ký một chữ ký như vậy, người ta hối lộ cho là 1 tỷ, 2 tỷ vân vân, thấy cái lợi trước mắt. Nhưng mà họ không có trí tuệ để họ suy nghĩ rằng ăn cái kiểu này là mai mốt thế nào cũng vô tù ngồi. Chúng ta phải có trí tuệ khôn ngoan như vậy, thì như vậy là chúng ta có thể là chúng ta sống đời sống an lạc. Cho nên người Phật tử chúng ta hưởng thụ dục lạc hạn chế vừa phải, làm sao mà có ăn có mặc đầy đủ được rồi, còn bao nhiêu phải lo cái phần tu dưỡng tinh thần, tu dưỡng cái trí tuệ của mình. Làm sao chúng ta nhìn cuộc đời này, chúng ta thấy rõ các pháp hữu vi là vô thường, các hữu vi là khổ, các pháp là vô ngã. Chúng ta phải thấy gì? Làm sao chúng ta luôn luôn ai cũng quan sát biết có thân đây phải bị già, bị bệnh và bị chết. Chúng ta phải thấy biết gì? Thì như vậy là chúng ta mới có thể được sự an vui dài dài được. Đó là chúng ta tu tập về tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Và người Phật tử chúng ta nhớ như thế này, cái chuyện ác á, dầu nhỏ chúng ta cũng không làm. Bởi vì một con rắn nhỏ nó có thể cắn chết người, một đốm lửa nhỏ nó có thể làm cho cháy cả một cái khu rừng. Thì cũng vậy, một cái việc ác nhỏ nếu mà chúng ta không khéo là chúng ta sẽ rơi xuống địa ngục, hay là chúng ta bị khổ trong tương lai. Còn một việc phước nhỏ chúng ta cũng phải làm, đừng có bỏ qua. Vì từng nhỏ giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ tràn bình. Cũng vậy, người đi chùa, nếu mà chúng ta có niềm tin đó, đi chùa chúng ta nhìn thấy một cái lá cây, một miếng rác nó rơi trên thềm chánh điện hay là tháp thờ xá lợi Đức Phật, chúng ta nhặt, chúng ta đem bỏ vào thùng rác, hay là chúng ta quét dọn cho sạch sẽ xung quanh, chuyện đó chuyện phước. Đừng nghĩ rằng mình phải có tiền để làm một vị đại thí chủ, cúng dường một buổi lễ dân y như vậy mới có phước, không phải đâu. Chúng ta bằng cái niềm tin, chúng ta làm về việc phước nhỏ lớn gì chúng ta làm cũng được cả. Thì như vậy chúng ta lâu ngày chúng ta mới gặt hái được cái phước báo. Phước phát sanh là do chúng ta tác ý hiền thiện và làm. Chứ phước phát sanh không phải chúng ta ồ ạt chúng ta làm. Và một người tu tập tạo phước vật, phước đức, phước trí, là chúng ta phải biết là chúng ta có nhiều cách để chúng ta làm. Biết làm sao suốt cả ngày từ sáng đến chiều mà chúng ta giữ tâm hiền thiện là tốt rồi. Đức Phật này cũng có dạy như thế này. Một người mà buổi sáng thân làm thiện, khẩu nói là thiện, ý suy nghĩ thiện, người đó gọi là một người có buổi sáng cát tường. Một người mà buổi trưa làm thân làm thiện, khẩu nói là thiện, ý suy nghĩ thiện, gọi là có buổi trưa cát tường. Buổi chiều người nào mà thân làm thiện, khẩu làm thiện, ý làm thiện, vậy là có buổi tối, buổi chiều cát tường. Nếu mà ngày đó mà chúng ta thân
hiền thiện, khẩu hiền thiện, ý hiền thiện như vậy là có cái ngày cát tường. Ở đây chư tăng tụng kinh cầu an cho quý vị, an lành cho quý vị. Vì quý vị là những người có niềm tin ở Tam Bảo, quý vị có làm phước, chư tăng tụng kinh cũng giống như là tưới nước cho cái cây đang có sức sống. Còn nếu như một người làm ác, người không có niềm tin ở Tam Bảo, không có biết làm thiện, thì người đó cũng giống như là một cái cây trà khô cầm dưới đất, tưới nước làm sao tốt được, tưới nước làm sao cho tốt được. Người được an lành không phải do nhờ tụng niệm, mà phải do nhờ chính bản thân người đó thực hành những thiện pháp, tu tập những cái phước báo. Cho nên hôm nay đó, sư muốn nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta là đời sống của chúng ta muốn được an lành là chúng ta phải tránh những ác nghiệp, và chúng ta phải làm các cái thiện nghiệp, phải tu tập. Thì sư có một vài lời để chia sẻ với quý vị, mong rằng các Phật tử chúng ta sau khi nghe pháp, hiểu pháp, cần phải tu tập và thực hành đúng theo như vậy để đem đến sự an vui cho mình. Và bây giờ thì sư chúc phúc phước báo cho quý vị, rồi hồi hướng chúng ta chuẩn bị làm lễ trai tăng. Te atalatha sukhita gurulaha puthasa sane aroga sukhita hota sahasape hinyati phi. Cầu xin cho các thiện tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.